Em chào anh ạ. Chào em. Em là Minh ở bên Góp Hưu ạ. Chào Minh, anh có tên là Minh. Dạ, hôm nay nhân dịp ông công táo thì em được dịp đến thăm gia đình mình. Em thấy là gia đình mình đang trang trí rất là đẹp ạ. Cảm ơn các em, mời các em vào. Wow, hôm nay nhà mình trang trí thật là đặc biệt. Không biết là hôm nay nhà mình có tiệc hả anh? Cảm ơn em. Hôm nay bố anh ra dạy anh gói bánh chưng, luộc bánh chưng và buổi trưa thì dự một bữa tiệc BBQ hải sản. Vậy thì hôm nay ông sẽ dạy anh gói bánh chưng. Vậy thì em không biết rằng là em có cơ hội nào được nhìn thấy anh và ông cùng gói bánh chưng với nhau không ạ? Chắc chắn rồi, mời em. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Con chào ông ạ. Vâng, chào cậu. Vâng. Con đã thấy là ông gói bánh chưng này ạ, thì không biết là ông đã gói bánh chưng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Thế tục gói bánh chưng này là cổ truyền của dân tộc. Thế khi tôi lớn lên khoảng 12-13 tuổi thì thấy bố mẹ gói bánh chưng là tôi cũng ngồi xem bố mẹ gói, dần dần thành quen, và từ năm 15-16 tuổi là đến Tết là bố mẹ lại chuẩn bị gạo nước và cho tôi cùng làm bánh chưng với lại bố mẹ. Dạ. Cho đến nay như vậy là cũng được 70 năm rồi đấy. Ông ơi, cho con hỏi một chút ạ, là tại sao hôm nay ông lại quyết định dạy anh mình gói bánh chưng ạ? Hôm nay cũng được tôi chuẩn bị này, cháu là hôm nay là cũng là ngày giáp Tết. Thế những qua những năm vừa rồi dịch thì cũng không tổ chức được những cái buổi mà cả nhà tập trung gói bánh cho không khí ngày Tết cho nó đầm ấm hơn. Thì nhân dịp năm nay là nó dịch nó cũng giảm đi rồi, thì anh Minh cùng gia đình muốn tổ chức sum họp và đồng thời là hướng dẫn anh Minh tập gói bánh chưng. Sau này có điều kiện thì thời gian thì gói cho nó vừa là không khí Tết cho nó ấm ấm gia đình, vừa là nó vui vẻ. Như thế thì cách cái gói thì như thế này đây. Bây giờ được ông chỉ nghề cho nếu mà gói vo, gói vo như này. Vâng. cái này cầm cả hai bên đúng không? Không, cầm một bên như này. Vâng. Đấy. Vâng. Đấy. Vâng. Cái này để một cái như thế này, cái đây sau này như thế. Vâng. Dễ dàng bằng vì cái lá này nó to. Vâng. Sau đó cho trên là hai cái rồi. Cho một cái lá như này. Vâng. Cái lá như này. Đấy. Thì dưới là ba cái. Dưới là nói tóm lại mỗi cái bánh khoảng 40 lá. Vâng. Đây mình cho một cái như thế này. Vâng. Và một cái như thế này. Một cái chiều ngang nữa. Một cái chiều ngang nữa để khi mình gói vào thì là đây phải phải để cân đối giữa. Vâng. Đấy. Rồi, đây giữa rồi. Ừ. Rồi. Xúc gạo như thế này. Xúc gạo được thường thường là đây mình cho một cái như này thôi. Đấy, mình xúc lên. Để nó đổ đúng vào giữa. Không phải nhiều quá. Ừ. Đấy. Cho con xin đổ thì mình đổ vào giữa như thế này, xong san nó ra để cho sau khi con cắt cái bánh là nó đỡ đều cả rồi. Xong mình cho thịt, mình khéo tay đi chứ, để cho thịt vào. À, đấy, cho ăn miếng đi bạn. Thịt thì to thế. Ôi giời ơi nhỉ. Ngon chưa? Rồi xong mình phủ một đỗ lên. Thì nhớ đánh dấu cái bánh này của mình gói vào nhé. Đây cái bánh chưng đầu tiên trong đời. Nhiều thịt thế. Rồi. Vừa rồi. Xong mình phủ cái nước gạo này lên cho làm sao mình chan cho nó vừa kín đỗ. Đấy. Được chưa? Có vẻ hơi nhiều gạo rồi. Rồi cái như to đấy. Thì bắt đầu mình gặp như này. Gặp cái này vào. Cái này vào đầu tiên. Xong rồi gặp cái này lên. Cái thứ hai. Từ từ đấy, nó rộng quá. Dạ. Đây. Rồi.
cười đi. Cho giọng lên. Bắt đầu mới gầy, gặp một bên là. Vừa nói thì ông Tân biết rồi. Gặp bên này mà. Mày gặp đúng chắc tay thì mới gặp được. Chắc tay rồi. Chắc tay cái này vào thì nó... Chắc rồi. Đấy. Ông bắt đầu này, lấy tay này. Ấn một bên, thế. Ấn một bên này nữa. Rồi. Ông bắt đầu ấn cái này. Bây giờ đây, cái lá này bên trong thì ấn cái này để cho nó chui vào trong này, ấn cái này. Thành quả rồi. Đấy. Rồi, ông cho xin cái lạt. Đấy này. Cái buộc như nào không? Cái buộc như này. Buộc ngang rồi. Buộc trước. Buộc đây này. Mày ra tát ra 4 cái không? Sao? Tân, Tết này có bánh trưng ăn rồi. Trong những tiền đang ấm áp hiếm hoi giữa tháng 1, được ngồi quây quần cùng gia đình, anh em, bạn bè, có lẽ là mong mỏi lớn nhất, là động lực làm việc to lớn nhất của không chỉ các golfer mà còn là của tất cả chúng ta mỗi khi cận kề dịp Tết đến xuân về. Đằng sau sân golf kia, đằng sau những cú swing, những sự mệt mỏi và cả những niềm vui sướng trên green ấy, trong tim chúng ta luôn luôn có hai chữ gia đình. Tết đến xuân về, Đình Minh xin kính chúc toàn thể anh chị em golfer cùng gia đình mình một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công, đại thành công. Chúc mừng năm mới!